Của bạn gái bạo lực là của ai? Câu chuyện của ai? Câu chuyện của em. Sao em cười có vẻ mãn nguyện quá vậy? Dạ vui mà, tại vì cô gái này trong cuộc đời của em thì cổ cũng để lại một dấu ấn riêng à. Dạ. Có dấu nào bầm bầm không em? Dạ có chứ, có sẹo nữa. Ghê vậy đó hả? Dạ. Rồi làm sao, cuối cùng là chuyện gì? Cái câu chuyện này là cách đây vài năm thì em có quen một người bạn gái, và em và người đó quen được 2 năm. Thì thời gian ở chung với nhau cũng tầm là hơn 1 năm ấy là ở chung với nhau. Thì lúc đầu thì quen nhau thì mình ở xa thì mình không biết những cái thói quen của riêng, nhưng mà khi mà về chung nhà thì mới có nhiều cái vấn đề xảy ra. Ví dụ như là ngủ đi, mình đang ngủ cái tự nhiên một đêm nọ cái mình bị ăn cái chỏ. Thì tự nhiên sáng dậy mình thấy, ủa sao cái người mình nó bị nhức nhức ê ê. Đôi lúc mình ngủ mình giật mình dậy cái mình, ủa ai mới quýnh mình. Lâu lâu nó kiểu nó ghét chân, hay là lâu lâu nó kiểu là buổi sáng chắc là coi phim hành động nhiều quá, cho nên là cái hình ảnh nó lưu trong não á, là tối thực hành lại kiểu là đá. Mà có mấy bữa em cọc giật mình dậy cái mình thấy là mình tức là mình muốn chống cự lại, nhưng mà thấy mặt ngủ kiểu ngái ngủ thật. Thế nên là thôi kệ, gán nhịn tới sáng đó. Thì đó là cái trường hợp về ngủ thôi. Còn đôi lúc mà hai đứa có những cái mâu thuẫn mà xung đột á, gọi là cãi nhau á, thì có một lần là gọi là cái lần đó là hơi đỉnh điểm mà giận nhau cũng khá là lâu. Là khi mà cãi nhau xong thì đi về nhà thì cô ấy tức quá, cô ấy không biết làm gì hết. Là cái việc đầu tiên cô ấy bước vô cái phòng của em thì là cô ấy sẽ là đẩy hết tất cả những cái món đồ của em trên cái kệ xuống đất. Trời ơi. Có nước hoa hay đồng hồ hay đại điện thoại không? Dạ đúng, cái đầu tiên là cái thứ em quý nhất là nước hoa của em. Làm một sàn xuống, em vừa, tại vì em phải ở dưới em dắt cái xe vô thì mới chạy lên, thì trên phòng em đã nghe cái đung 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 rồi. Em nói chết rồi, phải lau bấm cửa đi xuống. Em chạy lên là em thấy tan hoang. Nước hoa bể rồi, cái này laptop rồi tủ rồi những cái đồ để riêng của em nó tan nát ở dưới hết. Xong á mình nghĩ mình tức, mình không biết nói sao, mình cũng thương, nhưng mà tại sao cái những cái chai nước hoa đó là mình rất là quý, tại vì đối với em mà nước hoa. Tại đối với em nước thương nước hoa hơn. Không, thật sự không biết tại sao mọi người sao chứ BMX rất là thích nước hoa nha, tại vì mỗi lần đi làm về hay là mình sáng dậy xong mình xịt nước hoa, mình thích cái mùi, mình thích, mình cảm thấy hưng phấn hơn. Anh đi làm rất là mất thời gian mới kiếm lại được cái khúc đó, mà trong vòng có vài phút hỉ nộ của em mà nó đổ hết dưới đất. Rồi nói chung là sau cái việc đó xong là mình buồn, mình giận, mình không nói gì hết. Nhưng mà sau này cái kiểu chừng nửa tiếng, tiếng sau thôi mà nguôi bắt đầu đi ngồi nhặt miếng chai rồi. Em cũng im luôn, em tự, những cái đó em tự làm thì nó bạn gái em thấy có lỗi. Bạn thấy có lỗi xong bắt đầu mới biết là ngồi xuống rồi xin lỗi này nọ, nãy em hơi nóng quá. Hả? Hơi nóng quá chị. Không biết nóng dữ dội thì là đốt nhà như thế nào á? Dạ. Thì đó tới vậy thôi đó, đó là cái dấu ấn của em á, lần đầu tiên mà em gặp một người bạn gái mà nóng như vậy. Rồi nói chung là khi mà đã sống chung á thì chắc chắn là cái chuyện mâu thuẫn là phải có. Dạ đúng. Nhưng mà tới cái mức mà là động tay động chân thì cũng tùy cặp đôi. Dạ. Thì ở đây là có cặp đôi, có ai đã từng có một cái trường hợp nào đó tương tự với lại BMX chưa? À. Nhưng mà cái bạn gái cũ của anh BMX thì nó tức quá nên bảo lực đúng không? Nhưng mà Sejun thì đa số thì thấy là nó vui quá nên bảo lực. Sao? Thế sao không? Cái sướng quá. Sướng vui. Không phải vui hay sướng. Không phải. Đừng có hiểu nhầm, đừng có hiểu nhầm. Không có chuyện này đúng đâu, đúng nhầm đâu. Không có chuyện này đó. Lúc mà Sejun thì mới qua Việt Nam thì vào một quán ăn, đôi quán ăn, vào quán ăn rồi thấy một cặp là hơi kỳ cục. Mà giống như là đang xem một cái phim kinh dị đó. Là bạn gái và bạn trai hai người đang ăn. Mà bạn gái thì cười, vừa cười thì tâm mắt của bạn trai đó. Mà bạn trai thì im luôn, là không có chị ăn mà chịu. Em đừng có tát mọi người. Đâu ăn. Rồi bạn gái thì em thích mà, vui mà, rồi tát. Trời ơi. Và cắn luôn đó, cắn. À đúng rồi, người Việt Nam cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không hiểu cái đó. Cứ như là con chó rồi cứ cắn và tát hoài. Giống như là phim kinh gì, xem trong cứ tưởng là cái quan hệ giữa hai người này là hai người này không phải là bạn trai và bạn gái, mà là giống như là một mà chủ mà cầm đồ và người mà đang bị nợ tiền á. Nợ tiền gì đó. Tức là nó làm người này làm cái gì, làm hành động xấu cái gì cũng phải chịu hết. Ra cứ tát đi, cứ tát đi. Như là chủ nợ với lại con nợ đó. Nhưng mà Sejun thì cứ tưởng là chỉ có một cặp này là vì như vậy. Nhưng mà thực tế thì ai giờ là vợ của Sejun là cũng như vậy. Bây giờ là vui quá, nó tắt rồi, nó ăn căn thôi.
Bây giờ chỗ này và chỗ này bị bỏng luôn bây giờ. Khoan, bây giờ luôn đó. Bây giờ em hỏi thiệt anh, anh có muốn đưa cái đoạn lên sinh sống không? Chứ giờ anh coi đó. Anh có muốn đưa đoạn này lên truyền hình không? Chứ giờ anh coi đó. Thật ra bây giờ mới nhận ra là vợ đang nãy giờ không để cái đó mà. Không, cái chuyện mà cái chết hay là sống thì cái lần là xong rồi tính lại.